Chào các bạn, ở phần trước thì chúng ta đã nói về cái window, phần lấy một điểm của chúng ta chỉ tốn từ 2 đến 3 phút thôi. Và tôi đọc đề tới đâu thì tôi làm tới đó, rất đơn giản nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái file Word. Thì phần Word nó sẽ cho chúng ta một cái file sẵn các bạn. Các bạn mở lại cái thư mục thi của chúng ta nha. Để tôi mở lại cái thư mục thi PPT bảo nghiệp đây. Khi mà đi thi á, thì nó cho mình một cái file PDF, bạn thấy là cái extension của nó, phần mở rộng của nó PDF, và một cái file .docx, tức là cái phần mở rộng của nó .docx, thì tương ứng hai cái file này làm là một cái đề của chúng ta. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái file Word mà đề nó cho sẵn. Chúng ta sẽ mở bằng cái Word 2010. Thì bình thường chúng ta sẽ nhấp đôi chuột vô đây, chúng ta mở ha, nhấp đôi chuột lên. Đó thì nó sẽ mở, nó đang load đó, máy tôi nó chậm, nó sẽ load cái file đó. Rồi load xong rồi, thì khi mà load cái file này, điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm ha, khi mà vô Word, Excel, PowerPoint, điều đầu tiên mình cần phải làm là mình lưu nó lại. Nhưng mà thằng này là file sẵn của nó rồi, mình lưu á, bấm nút lưu thôi, nó chỉ lưu vô cái file này thôi, nó chỉ lưu vô file này, mà file này là file đề mà mình đâu muốn lưu vô file đề, mình muốn lưu vô theo cái kiểu gì. Bạn quay lại bạn coi, lưu vào thư mục đang làm việc với tên bài thi word.docx, thì tôi sẽ khối cái từ bài thi word này lại, tôi copy nó ha, Ctrl C nè. Rồi sau đó tôi quay lại, thằng này á mình phải lưu với cái tên khác, nhưng mà dữ liệu trong này mình phải giữ, thì mình phải xài tính năng khác là cell A. Cell A là lưu cái file này và tất cả nội dung của nó với cái tên của nó. Thì bây giờ với cái tên mới ha, lưu tất cả nội dung của nó với cái tên mới, thì tôi sẽ đi qua ổ D, tôi vô K1, chắc tôi tạo cái thư mục Word của hắn các bạn. Tôi tạo thư mục folder là Word đi, Word đi, tức là tôi tạo thư mục Word của tôi, tức là tôi sẽ lưu những cái bài làm của tôi vô cái thư mục này. Các bạn thấy là khi mà vô đây tôi bấm Ctrl Shift N, tôi nhấp chuột vô khu này nè ha, tôi nhấp chuột vô khu này, tôi nhấp rất là nhiều ha, tôi nhấp chuột trái á, và tôi bấm Ctrl Shift N là sẽ tạo thư mục mới, và tôi đánh chữ Word vô thôi, được không? Ví dụ như tôi Word viết hoa, Word viết thường thì nó tồn tại được không các bạn? Chắc chắn là không tồn tại được. Và nó sẽ báo cái lỗi. Nếu mà trong một cái cùng thư mục C1 mà có hai cái Word, nó sẽ báo cái lỗi. Hai cái thằng này có cùng một cái tên là Word, thì bạn có muốn thay thế không? Thay thế cái thư mục này bằng thư mục kia tên không ha? Đó, đó là tôi chỉ cho các bạn cái cách mà các bạn, tôi shift delete ha, shift delete cái thư mục new folder đi. Shift delete là gì? Là xóa không thể hồi phục. Còn nút delete đơn thuần á là xóa và nó sẽ lưu vào trong recycle bin, tức là thùng rác của máy tính. Thôi tôi vô thư mục Word, tôi lưu với cái tên là hồi nãy á, bài thi Word ha. Hồi nãy tôi đã lưu cái bài thi Word vào trong cái Ctrl C của tôi rồi. Thì giờ tôi chỉ còn Ctrl V rồi tôi dán nó ra thôi. Bạn thấy nè, nó sẽ ra như thế này. Ra như thế này. Rồi. Thì tôi chỉ khối cái tên lại và tôi dán Ctrl V cái bài thi Word lại và tôi lưu lại ha. Tôi lưu, tôi save. Save nó lại. Thì bạn thấy khi mà tôi save lại á, thì cái cửa sổ Microsoft Word tôi sẽ đổi tên thành bài thi Word.docx, tức là tôi đang làm việc trên cái file bài thi Word.docx. Rồi, tôi quay lại cái đề nha. Nó cái điều đầu tiên mình làm á, là mình phải lưu được cho giống cái yêu cầu bài toán. Rồi sau đó đó nó mới có nè những cái đoạn văn, cái hình ảnh, tính chất đặc trưng gì đó, mấy cái Word ạc, mấy cái này nè. Tôi sẽ chỉ các bạn làm từ từ nha. Đầu tiên là cái này là khó, làm khó cho các bạn rồi. Cái phần này làm khó bạn thiệt rồi. Cái thằng này á, nó gọi là rớp kép các bạn. Rớp kép, ví dụ như tôi ấy đây nè, bạn vô insert, thì tôi cho các bạn thấy á, cái insert của Word nó khác insert của PowerPoint ở những cái vị trí nào nha. Đầu tiên á là cái phần table ở PowerPoint á, cái thần đầu tiên là table, kế đến là picture clip art. Mấy này các bạn thấy rất là giống đúng không, rất là giống. Hyperlink cũng có luôn, header and footer luôn. Cái thằng PowerPoint nó có header and footer các bạn, còn cái thằng Word nó có header riêng. Header của nó là phần, các bạn rê chuột lên nè, bạn thấy ở dưới này nè, rê chuột lên thấy cái hình dưới không, nó mới hiện ra đó, hình này nè đó, hình đó. Thì cái phần header là phần tô đậm đó, footer là phần dưới đích đó, đó không. Thì trong Word nó phân rõ ràng header là gì và footer là gì. Thì để truy cập vô header footer, bạn cứ rê chuột lên phần trên cao cao trên này nè, bạn thấy con chuột tôi đang ở trên này không, bạn nhấp đôi cái
thì nó sẽ đi vô cái phần header của nó. À, thì nó sẽ ra header footer design tool đó. Thì đó, cái này tôi sẽ nói các bạn sau ha. Nhấp đôi vô cái khúc ở trên nè. Đó. Rồi các bạn nhấp đôi ra ngoài thì bạn sẽ thoát ra chế độ bình thường, không có vô header footer nữa. Đó, nó phân biệt rõ ràng ha, và nó có page number rõ ràng luôn, chứ nó không có nằm ở trong một header footer như như cái thằng Powerboy. Trong Powerboy nó vẫn có textbox, vẫn có word art. Còn Quickpath này á, nó cũng tôi cũng chưa có nghiên cứu nó nhiều, nhưng mà tôi muốn cho các bạn thấy cái sự khác biệt của nó, đó là những cái thứ này. Cái thứ này các bạn có thể insert page break, tức là cắt thằng này ra. Ví dụ là các bạn thấy nè, tôi page break nha, nó cắt trang đó các bạn. Page break là cắt cái trang ra, thì khi mà tôi nhấp vào đây á, thì nó sẽ ngay cái con chuột của tôi là nãy ngay chữ định đúng không, nó sẽ cắt, nó sẽ tạo một cái trang mới, và tất cả những cái thứ đằng sau chữ định nó sẽ đi qua cái trang mới đó. Tôi còn trên dách mình tôi hủy lại nha. Mấy cái này thì mình ít xài lắm, ít xài lắm. Thường á, cover page cái này là cũng có xài các bạn, có xài cover, tức là cái trang bìa đó các bạn. Bạn có thể làm cái bìa của cái quyển sách. Tức là khi mà bạn làm viết sách đó, thì bạn có thể xài tính năng cover page, cũng không có nhiều lắm ý nghĩa. Thì nó có cái phần này khác nè, và crop cap các bạn, tôi sẽ cho bạn thấy. Crop cap tức là nó sẽ crop là crop above, cap là capital các bạn. Nó sẽ làm cái ký tự nè, nó tạo một cái tiết lớn đầu tiên ở cái đầu của đoạn văn. Tức là khi một con chuột tôi để ở trong cái đoạn văn này, cái đoạn văn là nào, là khúc từ đây đây nè, con chuột tôi khói lại nè, nó đây là cái đoạn văn của nó đó. Để phân biệt đoạn văn thì nó xuống hàng, thì Word nó biết ở đây nó xuống hàng cái là biết đây là đoạn văn của nó là từ đây đây. Rồi tôi sẽ chọn một con chuột để bất kỳ vị trí nào trong đoạn văn đó bạn, để bất kỳ vị trí nào tôi chọn drop cap và tôi chọn drop, thì cái chữ đầu tiên trong đoạn văn nó sẽ hạ xuống 3 dòng, hoặc là in margin, tức là cái chữ đó nó sẽ đi ra ngoài nè. Bạn nhìn lên cái hình này là A đây nè, và khu này thì bạn rê chuột lên, bạn thấy sự thay đổi bên kia đó, nó khác đúng không? Nó thì tôi có thể chọn drop, nhưng mà ở đây á, nó drop xuống có 3 hàng các bạn. Tôi còn trên nhắc lại ha, ở đây nó drop có 3 hàng. Bây giờ tôi muốn nó drop 5 hàng thì sao? Thì tôi vẫn để con chuột ở đây, để con chuột ở trong cái đoạn văn mà tôi muốn drop kép đó. Và tôi chọn drop cap option, tức là nhiều cái lựa chọn hơn nữa, chấm 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 nè, có nhiều lựa chọn hơn nữa. Tôi vô đây nó, thì đây đầu tiên là position, drop, sau đó chọn cái loại phông nè, cái hàng để drop nè, line to drop nè, số hàng để hạ xuống á, thì tôi có thể đưa lên 4 hàng hoặc 5 hàng. Tôi ok một cái thì nó sẽ xuống 4 hàng, 1 2 3 4 nè các bạn, thấy không, 4 hàng luôn ha. Nó thì đó là tùy các bạn thôi. Tôi vô là drop cap option và tôi chỉnh là 3 hàng thôi nha. Tôi bấm nút xuống đây, tôi chọn 3 và ok. Nhưng mà thực sự ra đó, rồi bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn coi. Đầu tiên á, là thằng này nó nằm ở trong cái khung. Rồi chắc là tôi sẽ, các bạn khi mà drop cap á, các bạn thấy chữ S này nó tạo ra một cái khung nè. Và khung này mình có thể di chuyển được bất kỳ cái vị trí nào các bạn, thấy không? Bất kỳ cái vị trí nào. Đó, tôi còn chân nhắc lại nha. Đó, thì cái drop cap á, nó sẽ làm cho mình tạo như nó tạo mình một cái text box, và cái text box nó có thể di chuyển bất cứ đâu á. Thôi bây giờ tôi sẽ chỉ tiếp cho các bạn nha. Bây giờ á, tôi để cái đoạn văn ở đó đi nha, tôi để đoạn văn ở đây đi. Tôi sẽ insert một cái table hoặc là cái gì cũng được, tôi sẽ insert một cái table, tại vì tôi thấy cái thằng này nè là một hàng một cột nè, thì tôi sẽ insert một table. Thì tôi vô insert table và tôi chọn một hàng một cột được không? Nó thì nó sẽ bấm một cái này, nó sẽ ra cái này. Cái thứ hai á, là tôi sẽ chỉnh, tôi sẽ nhấp vô cái nút này nè, là nút chọn nguyên cái table nè, tôi sẽ chỉnh cái viền của nó, tôi sẽ chỉnh cái viền của nó các bạn, cái viền của nó sao cho là viền bự và nhỏ, ok ha, viền bự và nhỏ. Thì tôi vô layout, không phải vô design, thì giống như Powerboy đó các bạn, vô design, design table tool nè. Khi bạn chọn cái table thì nó sẽ ra cái table tool, bạn vô design xong á, thì các bạn chọn cái đầu tiên là cái kiểu border. Kiểu border là kiểu này các bạn, kiểu bự và cái đường nhỏ dưới này. Thằng này đúng hơn, tại vì bự và thằng nhỏ xíu nó phù hợp hơn đúng không? Nó bự và nhỏ xíu nè, ok ha. Rồi cái kích cỡ của nó là bao nhiêu, thì mình có thể cho 4 cũng được, 4 cỡ này cũng được, lát mình có thể chỉnh lại sau. Nó rồi mình chọn cái bảng này rồi,
Khi mà ấy đây các bạn thấy con chuột của mình nó chuyển thành thành cái này để mình vẽ đó các bạn, để mình vẽ, nhưng mà tôi không có thích xài tính năng đó. Tôi chọn cái bảng này rồi, tôi chỉnh cái kích cỡ rồi, tôi vô border và tôi chỉnh gì, tôi chỉnh outside border thôi, tôi chỉnh cái viền ở ngoài thôi ha, viền ở ngoài đó, tôi chỉnh outside border các bạn, thì tôi sẽ được cái viền này. Đó, tôi sẽ khói khói chọn cái hộp lại. Nếu mà bạn chỉnh on border á thì bạn thấy cái viền của nó bị lỗi các bạn. Bạn thấy cái viền của nó bị lỗi nè. Thì bạn chọn on border là viền nó lỗi. Còn outside border thôi á, là cái viền nó khá là tốt. Thì bạn thử đi, bạn thử. Tôi nghĩ là chắc chắn là có bạn nào biết cái này thì bạn đi chọn cái on border đó. On border nó lỗi. Nhưng mà border bên ngoài thôi, cái viền ngoài thôi thì nó tốt, khá là tốt. Sau đó tôi sẽ copy cái đoạn văn này là vào. Copy đoạn văn này vào. Copy ha, tôi khói ha. Tôi khói từ đây tới đây và tôi bấm Ctrl C ha. Tôi nhấp vô cái bảng này. Tôi nhấp chuột vô bảng này là thấy chuột tôi đang đánh chữ này, tôi bấm Ctrl V ra. Thì bạn thấy là cái gì đây? Khi Ctrl V ra nó dư hạn đây, dư hạn đây tôi không muốn, tôi xóa nó đi. Rồi, thằng S này thì sao các bạn? Thằng S này á tôi xóa nó luôn. Tại vì nó có cần thiết không? Ủa, đâu cần thiết đâu. Tôi delete luôn. Đây, tôi xóa đây, con chuột nó đang ở đây ha, tôi bấm nút delete thì tôi sẽ xóa xóa cái hàng này và nó vô cái sự này, tôi bấm chữ S lại. Thì cái drop cap này á, thực sự ra tôi copy kiểu này là tôi bậy, tại vì tôi muốn làm cho bạn thấy khi mà bạn để một cái đoạn văn ở bên ngoài các bạn thì drop cap này nó hiện cho bạn chọn, nhưng mà khi bạn đưa cái đoạn văn này vô trong cái table á, hoặc là textbox á, thì cái drop cap này nó xám xịt, tức là không thể tạo được một cái drop cap ở trong này. Thì thực sự ngay cái đề đầu tiên các bạn đã gặp một cái sự khó khăn, khá là khó khăn, nó có cách giải quyết chứ không phải là không, nhưng mà mình phải xài cái mẹo nhỏ. Tức là tôi muốn cho bạn thấy một cái lớp kép nó chỉ có thể làm một cái thư mục ở bên ngoài động văn thôi, chứ nó không thể làm một cái lộn, lớp kép nó chỉ có thể làm đối với cái đoạn văn ở bên ngoài framework thôi. Còn nếu mà đoạn văn đó nè nằm ở bên trong cái textbox á thì mình không có làm lớp kép được. Bên trong cái table hoặc là textbox hoặc là table, bên trong cái đó thì mình không có thể lớp kép được, cho nên mình phải xài chiêu. Được không? Nắm được vấn đề chưa? Nè, không có chọn được drop cap làm sao đưa chữ S xuống ba dòng này được? Làm sao mà làm giống giống như nó được? Đúng không? Nó, cho nên á, tôi sẽ là xài chiêu. Rồi, tôi quay lại ha, tôi sẽ insert lại. Xài chiêu là sao? Cái chiêu của tôi sẽ làm như thế này. Bạn thấy, chiêu của tôi sẽ làm như thế này nè. Đó. Cái chiêu của tôi sẽ làm như thế này. Nè, cái thằng này á, tôi sẽ chia ra một cái cột ở đây. Chia ra một cột đây và cái hàng ở đây để tôi vẽ cho các bạn coi. Thì sự là nói các bạn cũng 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 khó hiểu ha, khó hiểu. Tôi sẽ làm cho các bạn coi, bạn mà hiểu được cái này á, thì những cái phần rớp kép á, cái phần quận thì tôi thấy cái rớp kép này nó khó thôi, chứ mấy người kia nó tôi thấy là khá là giống với bao boy đi chứ. Cái chữ S này các bạn, cái chữ S nè, nó đầu tiên là cái viền của khung này thì mình không có sửa được rồi đúng không? Đầu tiên là cái viền của khung này. Cái từ S này á, thì mình sẽ tạo cho nó một cái khung nhỏ ở đây. Nó. Và mình sẽ copy cái từ ự đến cái từ nó, mình để vô cái chỗ này. Nó từ ự ự đến từ nó nè. Nó, mình để vô đây. Và cái hàng dưới này mình sẽ copy cái từ từ cái chữ phân rã tới xác định chấm một cái, từ phân rã tới xác định chấm một cái. Nó, thì mình sẽ tạo một cái bảng giống vậy. Nó, thì bảng này á, nó sẽ gồm hai cột, hai hàng. Gồm hai cột và hai hàng đó. Nó có cái cột đây nữa, nhưng mà lát chúng ta sẽ mẹt hai cột này lại, mẹt tức là hợp hai cột, hai cái cột, hai cái ô này lại thì nó sẽ tạo thành một hàng. Để bạn coi tôi làm đây, đầu tiên tôi insert hai hàng đó, sau đó tôi kéo cái thằng này qua để sao cho nó vừa chữ S thôi đó. Nó và tôi copy từ từ cái từ ự nè, ự đến từ nó nè, nó rồi đây, nó đây, tôi copy một cái ha, tôi bấm Ctrl C, tôi copy, tôi paste ở đây. Mình muốn từ ự thôi, nhưng mà lỡ copy cái nó ra chữ S luôn thì mình xóa cái chỗ này, chữ S nó phải nằm ở chỗ này, ok chưa? Nó tới từ nó ở đây và dưới đây á, tôi sẽ mẹt hai ô này lại. Tôi vào layout, và tôi mẹt cell. Mẹt là bạn nhìn vô đây nè, mẹt là gì, là nó mẹt những cái cell lại ha, mẹt cell, split cell là tách những cái cell ra. Đây tôi mẹt nó lại thì hai cái cell đó sẽ tạo thành một cell. Một cell này á tôi sẽ copy từ phân rã đến xác định chấm một cái. Xác định thiếu dấu chấm nè, nó
tôi copy rồi tôi paste xuống đây nha. Thì cái vấn đề ở đây là gì? Cái vấn đề ở đây á, là chúng ta sẽ làm cái bảng này, nó chỉ có cái viền đen ở ngoài đây thôi, và cái viền này nè, cái đường này nè với cái đường ngang này nè, nó sẽ bị biến mất. Mình sẽ làm cho nó mất. Thì đầu tiên á, tôi cứ để nó đi, lát tôi chỉnh cái viền sau. Cái viền nó không có quan trọng. Giờ quan trọng là chữ S nè. Quan trọng là chữ S. Để tôi quay lại tôi coi thử coi. Để tôi quay lại tôi coi thằng này ha. Tôi cái đề nó, cái đề với cái thằng này. Thì cái bảng này nó phải xích vô. Cái bảng nó xích vô á, thì các bạn hãy rê chuột lên cái cột này. Rê chuột lên cạnh này thì con chuột nó sẽ biến thành cái dạng là kéo ra kéo vô nè, kéo qua qua lại nè. Tôi sẽ kéo nó vô đây chút xíu, được chưa? Kéo vô đây chút xíu để làm chi vậy? Kéo vô chút xíu để các bạn thấy là mình trừ khoảng trống để mình chèn cái hình, cái hình đây, cái hình dưới này, cái hình của cái file này dưới này ha. Mình sẽ lấy cái hình này, hình này. Thì đối với cái hình này á, đầu tiên á, mình format nó lại. Các bạn vô, bạn chọn vô cái picture thì nó sẽ có cái picture tool. Mình vô format, mình chỉnh cái kiểu của nó lại là kiểu hình tròn nè. Ở trong này á, kiểu hình tròn và có cái viền nè các bạn. Đây, đây kiểu hình tròn có viền và cái đường tròn của nó khá là tròn đẹp. Thì đây á, mình kéo thằng này lại. Nó, thằng này bình thường nó ellipse thì mình kéo chiều ngang lại. Đó, thì thành hình tròn khá là đẹp. Rồi, đó. Sau đó, mình sẽ di chuyển nó lên. Mình sẽ di chuyển, mình nhấp vô đây nè, mình kéo nó đi. Bạn thấy khi mình kéo đi á, mình kéo yếu quá ha, mình kéo yếu quá ha. Mình thả vô đây nè. Đó. Thì các bạn thấy á, ủa sao kỳ vậy ta, không lẽ kéo kéo cái nó ví dụ như nãy tôi thả vô nè, ví dụ như tôi kéo kéo thả vô từ trước từ cơ này, thấy không? Trước từ cơ này tôi thả ra nè. Đó, thì nó bị chèn như vậy. Thì đó đó, mình mới xài hai tính năng này. Position là vị trí của nó. Vị trí của nó. Tôi có thể chèn cái vị trí này, tức là vị trí ở đầu trang, ở cái góc bên phải, trên bên phải của cái trang giấy. Tôi nhấp một cái ha. Đây, mình lên trên bên phải của trang giấy mình sẽ thấy nó. Được không? Thôi hai cái ô này chắc là tôi không có xài nó nữa, tôi bỏ nó đi ha. Thằng này cái bảng này tôi sẽ delete table, tôi nhấp chuột phải nè. Tôi nhấp chuột phải vô cái khúc này nè, cái ô này nè. Và tôi chọn delete table, tôi xóa cái bảng nó đi. Và cái khúc trên này á, tôi không có copy nữa, tôi đã copy xuống dưới rồi, tôi delete nó luôn. Chữ S này á, nó drop kép, tôi delete nó luôn là xong. Cái bảng tôi sẽ như thế này. Để tôi quay lại coi. Cái margin của cái trang giấy này nữa các bạn ơi, cái margin của nó đó, margin tức là cái vòng ở ngoài nè. Margin là từ đây tới đây nè, là margin ở top nè, margin ở bên trái nè, margin bên phải là từ đây qua đây nè, và margin bottom á là từ từ đây dưới đây nè. Nó các bạn, cái margin của này, margin của tôi hơi bự các bạn ơi, margin tôi hơi bự. Thì tôi đi vào cái page layout, tức là tôi điều chỉnh cái trang giấy và tôi chọn margin lại, và margin tôi chọn narrow thôi, narrow là nhỏ thôi. Bạn thấy là khi mà tôi chọn narrow á là top 0.5, left 0.5, right 0.5 và bottom 0.5 inch. Đó, được chưa? Đó, thì bạn vô đây chọn, bạn chọn margin nhỏ nhỏ thôi đây. Để thấy cái margin nè. Rồi, sau đó đó thằng này nó ở đây đúng không? Sau đó tôi kéo cái bảng này to to để tôi coi thử coi thằng này là mấy hàng đây, 1 2 3 hàng và kết thúc ở từ nó nè. Rồi. 1, 2, 3 và kết thúc từ nó ha. Ây cha, khổ rồi. Thằng này mình coi coi nó nhỏ được không nữa. Ây cha. Tôi muốn cho thằng này nhỏ lại, tôi đè nút shift và tôi kéo thằng này nhỏ lại ha. Đè nút shift kéo nó nhỏ lại. Bạn thấy khi mà tôi kéo nhỏ lại á, tại vì cái position của tôi á là góc trên bên phải đó bạn. Cho nên á, thôi tôi chọn position lại. Wrap text này là tôi chọn là square, ok, square được. Position này tôi chọn là more layout. Mình sẽ chọn là mình không có nên là relate to à. Mình không có nên align to. Các bạn có thể là alignment hay là relative absolute position các bạn. Bạn chọn horizontal là chiều ngang và vertical là chiều dọc. Các bạn chọn absolute position solution đó, bạn ok thì sẽ bạn có thể di chuyển cái ảnh này bất kỳ cái vị trí nào ở trong trang giấy của chúng ta. Bạn chọn position và more layout position. Tại vì lúc đầu á tôi chọn alignment là relative to relative nè, relative nè. Bạn ha,
tức là nó có cái sự liên kết với bên trái của cái mạng gain và bên trên của mạng gain nó. Thì thôi tôi chọn absolute absolute hết đi. Absolute absolute hết thì tôi muốn di chuyển nó đâu tôi di chuyển. Rồi tôi kéo cái này bự ra. Kéo cái này bự ra. Ôi cha. Cho cái này nhỏ lại miếng được không? Cho cái này nhỏ lại miếng. Bây giờ cái vấn đề là chữ S nè. Ây cha. Phân rã xác định là dưới này chắc cái phông chữ nó to lên. Nếu mà phông chữ nó to lên điều đó đồng nghĩa với cái việc là ây cha. Nếu mà phông chữ thằng này nó to lên á thì đồng nghĩa với cái việc là đây được rồi nè. Tức là mình kéo cái cột này cho nó rộng ra thì mấy cái này nó được. Thì chữ S này mình được cái khúc nhỏ này thôi. Rồi cái chữ S này mình làm sao? Mình không có chỉnh chữ S này được các bạn. Bạn vô home bạn cho nó bự lên cũng không được bạn ơi. Nó không có giống chữ S này mình cho nó bự lên nó cũng không có sát với cái chỗ này được. Hiểu không? Hiểu không? Cho nên á chỗ này mình không có cần chữ S. Mình sẽ insert một cái textbox. Insert cái textbox bất kỳ ha. Chúng ta sẽ insert textbox bất kỳ và chúng ta đánh chữ S vô. Đó. Các bạn khi mà bạn đánh chữ S vô cái textbox nó nằm ngoài đây nè, chữ S nằm ngoài đây nè. Mình không thấy được thôi, mình chọn vô cái cạnh mình di chuyển nó ra đây. Thì mình được cái chữ S, mình kéo nó nhỏ lại, kéo nhỏ lại. Và mình chỉnh position của nó luôn, more layout position, mình chọn absolute position luôn các bạn. Absolute position và wrap text nè. Các bạn chọn là wrap text là ở bottom top and không có đè lên luôn nè, in front top text nè. Tức là thằng này nè khi mà tôi di chuyển nó vô vị trí nào đó, nó sẽ chèn lên trên cái thằng text luôn các bạn. Được chưa? Chèn lên text luôn. Thì thằng S này nó phải nằm ở vị trí này. S nằm vị trí này. Vô home tôi chỉnh kích thước của nó to lên. Kích thước to lên dạng như chữ S của thằng thằng kia được không? To gì được chưa ta? Ôi to quá rồi, nhỏ lại xíu đi. Đó, thì này là một cái trick á, cái trick á. Đó, bây giờ á, các bạn nếu mà bạn để cái fill của nó đó, cái shape fill của nó là màu trắng á, nó sẽ đè hơn mấy này. Cho nên thôi tôi vô format tôi chọn shape fill nè. Tôi chọn no fill. Và cái outline của nó bạn, outline của nó là màu đen nè, tôi không thích. Nếu màu đen á, thì nó kỳ quá. Tôi chọn shape outline và no outline luôn. Đó, thì bạn thấy à, tôi có một cái chữ S như thế này. Một chữ S như thế này. Chắc tôi cho nó bự lên xíu ha. 48 đó, vừa rồi đó và tôi kéo nó xích vô này đó các bạn thấy nếu mà thực sự cái khung của nó sẽ như thế này đó tôi kéo xích vô đây sự sống ấy cha cái từ sự này quá trình ấy cha cái thằng này là tôi phải cho nó bự ra chút xíu nữa 48 tới 50 52 thử coi ha 52 ấy cha chắc thằng này mình phải kéo cho nó giãn ở đây từ S nó phải đứng sát ở đây các bạn nếu mà từ S nó bự lên nữa đó các bạn để ý nếu mà từ S này mà nó bự lên thêm miếng nữa đó các bạn tao bấm nút xuống ha bấm nút xuống để di chuyển thằng này ít ít thôi thằng S này tôi bấm nút qua để di chuyển cho cái từ S là cái cạnh bên này nè của nó ngay từ P phân rã từ hệ từ C chết nè xích qua một miếng nữa nó đó, nếu mà thằng S này nó bự hơn nữa thì nó sẽ vượt qua cái giới hạn ba dòng các bạn ơi nên tôi chỉ phải việc là di chuyển mấy thằng này cho nó sát lại thôi di chuyển mấy này cho nó sát lại từ S này thôi rồi S này bạn thấy khi mà cái khung của tôi che nó sẽ che lại nhưng mà không sao lát tôi chỉnh là sao tôi di chuyển mấy thằng sự đi qua bên này chút xíu thằng S này tôi che nó qua đó xíu đi tôi chỉnh miếng sự qua đây xíu từ S này tôi cho nó rộng ra xíu nó thì nó đè lên thằng kia đúng không tôi xích này qua đây miếng đi tôi kéo này ra tại vì S nó che mất cái chữ nên tôi không kéo được tôi chọn vô thằng S tôi kéo nó ra đây S gì được chưa ta đó, xích ba miếng nữa rồi thôi được rồi S che này tại sao nó đè lên cái cạnh này có bị ảnh hưởng gì không không bị ảnh hưởng gì hết tại vì lát tôi sẽ xóa cái cạnh đó mà tôi sẽ chọn cái bảng này nha tôi chọn cái bảng này tôi vô layout vô design border tôi chọn no border no border thì bạn thấy á nó làm sao đẹp chưa tôi thấy cũng được đó ha tôi chọn cái hộp này tôi xích vô chút xíu đi xích vô chút xíu đi nó vậy đi cũng được ha tùy các bạn thôi bạn thấy như sao cũng được nó được chưa đó bây giờ mình sẽ chèn cái viền cho cái bảng này
À, thì mình chọn cái bảng này, hồi nãy mình chọn no border, mình chọn nguyên cái bảng, mình chọn no border nó mất. Bây giờ mình chọn cái bảng này, mình vô design, mình thiết kế cái viền nè. À, và cái này xong rồi, mình chọn border, mình chọn outline border thôi. À, nhìn tôi nhấp nè, bập một cái. À, khá là đẹp rồi đúng không? Khá là đẹp rồi. Ây cha, từ S nó khá là bự rồi. Tôi sẽ chỉnh lại chắc 48 là vừa rồi bạn ơi. 48, 48 á. 48 mà mình xích nó xuống miếng tại vì nó bị cái bảng che các bạn đó, được không? Thằng này có bộ ngon rồi nha, ngon rồi hen, ngon rồi đó. Thì nó cơ bản vậy thôi. Rồi cái thằng nó này nè, thằng nó này nó phải ở đây nè. À, thì mình di chuyển cái bảng này nhỏ lại. À, mình rê chuột lên bên cạnh ha, rê chuột lên cạnh nè, cái cột đó mình cho nó nhỏ lại một xíu nữa. Nó phép nè, phép gì, phép và, à dưới này là chữ và, làm sao cho nó ra chữ và trên này. Rồi ok thôi được rồi, nó được chưa bạn? Thấy nó đó là cái vấn đề rất kép, nó rất là nhiều, tại vì lần đầu tiên các bạn làm á thì tôi nói nó hơi nhiều và hơi nhiều cái tác dụng nhỏ. Nhưng mà bây giờ tôi tổng kết lại cho bạn coi. Đầu tiên á là tôi sẽ tạo một cái bảng, tôi nhìn vô rất kép, tôi tạo cái bảng hai hàng hai cột. Sau đó tôi sẽ copy vào những cái ô đó đó, những cái ô mà tôi đã xác định đó, những cái giá trị của nó. Trong khi cái ô đầu tiên này nè, cái ô đầu tiên này tôi sẽ không ghi cái gì cả và tôi chỉnh làm sao cho nó đều hết. Rồi tôi sẽ vào insert một cái textbox và tôi sẽ chỉnh textbox này không viền và không không fill luôn. Cái hộp của textbox này không fill và không viền. À, thì tôi sẽ được cái này và sau đó tôi sẽ di chuyển nó vô đúng cái vị trí mở ô đó là xong. À, ở bên trong này tôi sẽ chọn no border để làm chi, để mà tắt hết tất cả các cạnh. Rồi sau đó tôi chọn lại cái bảng và tôi sẽ chọn border viền ở bên ngoài thôi. À, border outline border là xong. À, làm nó vậy thôi. À, nó cần một chút tỉ mỉ các bạn ơi. À, và cái thằng này nữa, thằng này đầu tiên á, là cái này nó nhỉnh lên chút xíu so với cái cạnh trên này đó. Thằng này thì mình chọn absolute bạn ơi, mình chọn absolute rồi thôi. Tiếp tục nè, các tính chất đặc trưng của sự sống. À, các tính chất đặc trưng của sự sống nó không có dấu xếp gạch ha, và đằng sau sự sống có dấu chấm không? Không. Rồi đây nè, chính là một cái word ạ. À, tôi sẽ copy cái chỗ này ha, còn Ctrl C copy. À, ta enter xuống. Bây giờ tôi sẽ vô insert một cái word ạ. Thằng này là rồi. Insert một cái word ạ dạng chữ A đây, dạng thằng này. Nó. À, thì cái word ạ nó cũng giống như cái textbox thôi các bạn ha. Tôi còn Ctrl V ra ha, nãy tôi còn Ctrl C đó, bây giờ tôi còn Ctrl V ra. À, thì bạn thấy á, còn Ctrl V khi mình còn Ctrl V ra đó thì nó mất cái kiểu quạt ạ thôi, cũng không sao hết, mình chỉnh lại. Đó, cái quạt ạ của nó gì, tôi chọn vô cạnh nha. Chọn vô cạnh. Tôi vô format nè, quạt ạ style nè. Tôi chọn theo lại cái kiểu hồi nãy. Đó, cái tính chất đặc trưng của sự sống nè. À, thì này y chang như bao bôi thôi các bạn. Các bạn chọn cái style của nó như thế nào đó. Còn nếu mà không có trong cái mẫu này thì mình có thể tự chỉnh được. Tôi muốn cho nó giận sóng đúng không? Giận sóng tôi vô text effect transform. Giận sóng kiểu nào đây? Kiểu xuống, lên và xuống. Rồi ok. Vô text effect transform. Xuống lên rồi xuống đây thằng này. Xuống lên rồi xuống. Được chưa? Rồi, cái kích thước á, của nó quan trọng, kích thước của nó, chiều ngang của nó là từ đây tới sau cái cột này một chút xíu. Rồi. Chiều ngang của nó là từ đây đến sau cái cột này chút xíu. À, được chưa? Cái tính chất đặc trưng sự sống khá là dễ rồi. Cái chữ của nó, chiều dọc chiều cao của nó hơi bị thấp nha, tại vì cái quạt hạt nó sẽ đi theo cái hộp, mình chỉnh cái hộp bự nhau sau thì nó sẽ bự chang vậy. Nó mình kéo kéo cho nhỏ lại, nó được chưa? Giống giống rồi. Bây giờ text fill của này á, là nó không có fill chắc á. Text outline của nó nè. À, text outline mình đổi lại cái màu của nó, màu đỏ đặc trưng của nó ha, màu đỏ đặc trưng của nó. À, chắc này quá được không? Tôi sẽ zoom như tôi coi thử ha. À, text outline của nó nhìn kỹ lại chút xíu á, thì mình thấy text outline của nó là cái đường màu đỏ và text fill của nó là màu hồng các bạn. Rồi à, các bạn thấy tôi zoom không? Tôi đè Ctrl và tôi lăn chuột thôi, lăn chuột lên là zoom, lăn chuột out là đi ra ngoài. Rồi text outline của nó sẽ là một đỏ đậm và text fill của nó là một đỏ nhạt, đỏ nhạt thôi, đỏ nhạt thì không thấy đỏ nhạt.
More color cái mình lấy một cái màu đỏ nè, màu đỏ là mình chọn màu đỏ nè, màu đỏ mình cho nó nhạt nhạt xuống chút xíu, chặn đây rồi được rồi, ok ha, đó nhạt hơn nữa. Cái việc chỉnh màu nó khá khá là mệt các bạn, thực sự luôn á, cái việc chỉnh màu khá là mệt của sự sống. À cái text outline này nó to hơn chút, quay quay của nó to hơn chút xíu. Chắc, một một phần hai thôi được rồi, tôi thấy gì cũng được rồi, tôi thấy gì cũng được rồi, thôi kệ nó đi. Nó thì đây là một cái text box nó như thế đấy ha. Giờ tôi sẽ xóa cái tính chất đặc trưng sự sống ở đây đi, tại vì thằng này mình không có xài nữa, tôi không có khối được chữ G các bạn. Tôi sẽ đè nút delete và delete thêm một cái nữa để xóa luôn chữ G đó. Thì tôi sẽ có cái text box ở đây rồi. Cái text box này tôi sẽ chỉnh cái gì? Tôi vô format, tôi vẫn có position của nó nhưng mà tôi không có xài position ha. Tôi wrap text của nó là tôi wrap kiểu inline text, inline text, inline text. Khi mà vô inline text đó, nó ra 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 cái khó chịu dưới này nè, cái gạch dưới dưới này nè, chọn square đi. Bạn nhìn vô đấy bạn thấy square đi, square tức là nó sẽ được chữ bao quanh lại ha, chữ bao quanh hoặc là tile, tile là chữ bao quanh theo ấy của nó. Tôi sẽ chọn top and bottom tức là nó sẽ cắt ở trên và cắt dưới, thì nó sẽ nguyên một hàng luôn bạn. Nó sẽ chiếm cả một hàng rồi xong được không? Rồi thằng này nó có một khoảng trống đây á, là vì có một hàng dư đây nè, tôi chọn vô hàng dư và tôi bấm backspace để tôi xóa nó thì nó sẽ sát với thằng này rồi. Khi mà chọn thằng này á, thì bạn nhấp vô cái chữ nào bất kỳ rồi bạn chọn cái ô của nó, rồi bạn di chuyển nó xuống, bạn di chuyển nó xuống chút xíu ha, di chuyển nó xuống xíu. Rồi các tính chất đặc trưng của sự sống, tôi zoom out ra, tôi đè control zoom out ra. Bây giờ thằng này đặc trưng nó có ba ba cột các bạn, ba cột thì bạn khối thằng này lại, cái có chút phức tạp tinh vi gì nè, khối ba này lại, khối ba này lại. Và các bạn cái thằng này á, các bạn đi vào cái view á, bạn vào view, không phải vào page layout, đúng là page layout. Trong file layout này các bạn chọn cái cột column nè, column là bao nhiêu cột á. Các bạn nhìn cái hướng dẫn của nó đó là tách cái chữ ra làm hai hoặc là nhiều cột, mà nhấp vô nó một cái các bạn chọn ba cột, tại vì để cho mình ba cột mà, nó cho mình ba cột xong. Khi mà có ba cột á, bạn sẽ thấy nè, có cấu trúc phức tạp và tổ chức tinh vi nè, có cấu trúc phức tạp và tổ chức tinh vi hai chấm. Thì này là số 1, chấm một cái đó, có chút phức tạp. Thằng này khi chấm cái là nó tự động auto gì đó, mình sẽ undo, mình sẽ nhấp vô cái cục này, mình undo automatic đó thì nó sẽ bỏ cái đó. Rồi thằng này là hai, là có sự chuyển hóa hai chấm một cái, cách một cái. Và thằng này là ba thông tin, ba chấm một cái thông tin, đúng chưa, đúng theo thứ tự luôn á. Ồ hay ta, đúng theo thứ tự luôn bạn, đúng theo theo thứ tự hàng luôn á, nè nó phân cho mình luôn rồi. Rồi bây giờ từ đây tới đây, từ đây tới đây là mình sẽ lẽ mình xài text box ta. Từ đây tới đây thì mình sẽ xài một cái header cũng được, mình xài cái header đi. Xài header, nếu mà không có cái kiểu header của riêng á, riêng mình á, thì mình phải chỉnh riêng cái header của mình nó. Thử chọn này ha, thử chọn này, không được đâu, thôi mình format nó chút xíu đi, cũng không có gì tốn tốn gì nhiều. Đầu tiên là fill cái màu cho nó, này dạng như là một cái table á bạn, nó dạng như một cái table đúng không, dạng như một cái table và có cái cạnh dưới. Table này được sơn màu đỏ đỏ và xám xám vậy thôi đúng không. Này nó bê bon lên một cái tinh vi nè, hai chấm nè, thằng này xuống hàng đi,
Đó. Thằng này mình cho nó bond lên ha. Cho nó bond lên cái. Rồi. Mình sẽ insert một cái gọi là table ha. Mình sẽ insert đây. Nhưng mình khói thằng này lại, mình không có insert được. Mình sẽ cut thằng này. Ctrl X nó, cut nó. Mình sẽ insert một cái bảng đây. Mình Ctrl V ra. Ctrl V đã dư hàng đây. Mình bấm delete nó. Ủa, bấm backspace nó để xóa nó. Mình sẽ di chuyển cái hộp này vô trong chút xíu. Nó để cho nó phù hợp với này. Sau đó cái hộp này á, đầu tiên cái hộp này á, mình sẽ chọn luôn cái kích cỡ y chang vậy, nhưng mà border của mình á, mình chỉ chọn cái border dưới thôi, mình chỉ chọn cái bottom border thôi, bottom border. Nhưng mà mấy cái border trên nó đã mặc định là ban đầu rồi, thì thôi mình chọn lại no border, tức là không có border gì cả, và mình chọn lại bottom border là sẽ tạo một cái border dưới. Rồi sau đó là mình sẽ home, mình sẽ fill, ổ lộn, design mình set fill nó, layout mình design mình set fill nó, setting nè, mình chọn cái màu, chọn cái màu mà xám xám cho nó, thằng này nè, được không? Đó, các bạn thấy là ok chưa? Có cấu trúc tinh vi và dưới này cơ thể sinh vật được tạo gì đó, rồi ok. Vậy ha, lát lát tôi sẽ chỉ cho bạn một một cái ấy nhỏ nữa. Rồi phức tạp nè, từ phức tạp nè, tôi enter xuống hàng nha, tôi khói này lại và tôi làm tương tự, tôi còn trên ít nó, tôi insert ha, con chuột tôi đang ở vị trí mà tôi muốn chèn cái bảng đây, nó tôi còn trên v ra, tôi xóa thằng này, cái bảng này tôi vô này, tôi chọn border là no border và tôi chọn border là bottom border. Sau đó tôi chọn layout, hồ lộng, cho chọn design, setting của tôi là cái màu y chang như, không có setting là màu tôi mới xài, thì tôi nhấp vô cái này nè, nhấp vô cái hình mà lon nước sơn nè, nhấp cái này tự tô màu nó luôn. Thằng này nó hơi bị ra ngoài chút xíu cho nên tôi rê chuột lên cái cạnh này đây, tôi nhích vô nó cho nó vô trong chút xíu là xong. Rồi tôi sẽ format banner, tôi sẽ copy cái format này và tôi dán ra ngoài đây, tôi dán vào đây. Không được, không được, thôi không được, thôi tôi sẽ copy cái bảng này, copy bảng này tôi dán ra chỗ đây, tôi enter xuống hàng, tôi còn trên v tôi dán nó ra. Ây cha, kỳ vậy, copy ra chỗ này đây đúng không nè, bắt nè, bắt entire cell nè, bắt nguyên cái ô luôn, thì ra đây, ra đây tôi chỉ cần copy cái mục này thôi, còn trên ít ở đây là tôi cắt nó đi và tôi còn trên v lên đây tôi dán nó lên đây, dưới này dư một hàng tôi chọn nó và tôi bắt space nó. Ủa nó dư dưới hả, dưới thì tôi delete nó, bấm nút delete đằng xóa từ đây tới đây. Rồi delete nó là xong. Thì đây các bạn thấy đặc trưng của, quên quên cho mấy này nó bon lên ha, bon lên và thằng này cũng bon lên, nó đặc trưng của mấy này nữa các bạn. Là nếu mà nhìn kỹ á, bạn thấy khoảng cách giữa các hàng của này nó dài lắm, nó dài hơn, nó dài. Ôi sao thằng nào khoảng cách của các hàng cũng dài vậy, khoảng cách mặc định của nó khá là thấp bạn. Thôi thì chỗ này á, tôi sẽ chọn hết nguyên ba cái cột này và tôi chỉnh cái line space nè, khoảng cách của nó dài lên chút xíu ha, dài lên chút xíu, nhất định chấm một cái nó, thì mấy cái dạng của nó là vậy thôi. Tôi đang muốn là nhất lại ha, tôi đang muốn là nó đẹp hơn, sao xấu quá ta, giờ cái bảng của mình làm nó cũng không đẹp, thôi kệ nó đi, không có gì hết, gì được rồi, mình biết cách xử trí là được rồi. Thằng này tôi cũng nên xích vô trong chút xíu, để đi ra ngoài quá bậy quá, thằng này xích trong ra ngoài cũng được, nó mình làm sơ sơ thôi. Và dưới này thì khá là dễ, các biểu hiện của sự sống. Nếu mà video bạn thấy coi nó mệt quá ha, coi mệt quá thì các bạn nãy giờ là 40 phút rồi, các bạn có thể dừng, các bạn coi ở cái đợt sau nha. Cách xử lý kế tiếp của tôi là như thế này.
Đó, các biểu hiện sự sống nó cũng giống giống như cái này, cái phong của nó giống giống hả? Thì tôi sẽ lên đây tôi copy cái hộp này, copy và tôi xuống dưới này, tôi bát nó ra, ha, tôi bát ra, tôi di chuyển nó xuống dưới này nha, nó xuống dưới này á thành nên cái cấu trúc vi thực nè là vậy rồi, nó phải nằm ở dưới các cấu trúc sinh vi sự sống là nó, tôi sẽ ít nó, còn trên ít là kích cái các cấu trúc tinh vi sự sống, cái thằng trao đổi chất lên thì tôi di chuyển này lên một hàng, nó là tôi sẽ được cái hộp này, trong cái hộp này á tôi sẽ khối chọn tất cả chữ và tôi bát bát cái gì cái text only thôi bạn, tôi chọn chữ thôi, nó tôi ra ngoài được không, sự sống ô này dài từ đây đây à, dài từ đây này xích vô đây chút xíu, tôi đè nút shift đi, xích vô đây chút xíu cát nè đó. À, bấm dấu qua đi, bấm qua dấu lại đi, mình di chuyển nó ít hơn đó, thì bạn thấy á, khi mà tôi nói rồi cái quạt ảo nó sẽ phụ thuộc vào cái chữ ở bên trong cái hộp đó, cái chữ nó phụ thuộc cho cái hộp, ví dụ như trên này chữ nhiều mà hộp nhỏ, này là chữ ít hộp nhiều thì nó giãn ra gì thôi. Rồi những cái thằng hoạt động hóa học gì nè, hoạt động này viết hoa nè, viết bê bon lên nè, hoạt động nè, tự duy trì môi trường ổn định nè, tôi còn trên B lên nè, khối lượng chất sống nè, khối lượng chất sống tôi, bạn thấy là tôi nhấp đâu vô chữ khối và tôi kéo ngang qua từ sống, tôi bấm còn trên B ra cái là tôi sẽ in đen nó, à, vật và thực vật nè, à, tôi nhấp đâu vô từ vật nè, tôi còn trên B nè, thực vật nè, rồi tôi giữ chuột nè, tôi nhấp đâu vô từ thực nè, nhấp đâu vô thực và giữ chuột nè, tôi kéo qua thằng vật nè, tôi còn trên B nè, nó sẽ là khối từ thực vật lại. Gì cũng có gì đây, chậm phát triển dễ thấy ra hơn là đâu, không có đâu. À, kích thích à, sinh sản hữu tính sản vô tính, tôi nhấp đâu vô chữ kích thích nè, à, nhấp đâu vô chữ kích nè và tôi kéo ngang qua thích là tôi còn trên B nè, sinh sản hữu tính tôi cũng vậy, nhấp đâu vô từ sinh và tôi kéo qua từ tính tôi còn trên B lên đó, môi trường nhất định tôi nhấp đâu từ môi tôi kéo qua B lên ha, đơn giản ha, còn trên B lên. Rồi bây giờ vấn đề cuối cùng của chúng ta đó là tạo nên những cái mũi tên này, bon những cái chữ này và những cái dấu cách này. Rồi khá dễ, khá dễ. À, đầu tiên á là khối hết nguyên đám này lại, à, chúng ta sẽ chỉnh bullet and numbering đó bạn, mới chọn chọn bullet và bạn chọn cái kiểu của nó là xong. À, rồi cái bullet này á nó phải đi ra ngoài từ cát và nó y chang nó được canh ngay ở đây nè. Đó thì bạn chọn hết rồi đúng không, à, thì bạn vô view bạn chọn cái ruler để cho nó hiện cái ruler lên, nó hiện cái thước này lên nè, đó bình thường nó không có thước, bạn hiện cái thước lên, tại sao, tại vì khi hiện cái thước lên á thì mình mới có thể kéo mình chỉnh mấy thằng này đi qua đi vô được, được không, nó hiện cái thước nó mới có mấy cái cục này để mình chỉnh đó, thì bây giờ tôi sẽ chỉnh cái thằng này đi ra ngoài đây chút xíu, nó thêm miếng nữa thôi, được rồi được rồi, thêm miếng nữa đi nó. À, thì thằng này nó sẽ được canh ngang với mấy thằng kia luôn, ra ngoài từ cát luôn là khá đẹp rồi đúng không? Bây giờ thằng này á, tôi cần phải táp một cái, táp một cái, à, táp một cái, táp một cái, táp táp một cái để cho nó ra cái sinh vật nè. À, thì tôi sẽ nhấp vô đây, tôi táp một cái, nhấp vô đây, nhấp cái hai cái ba cái nó táp vô đây, táp tôi sẽ táp kiểu số 3, tôi set tôi ok nó thì sẽ táp đây ha, táp từ đây tới đây, à, cái táp này nè nó táp một cái thì nó ra tới đây, tôi chọn lại đó, chọn lại chọn này coi bright đi, ok không phải, không phải. À, bạn thấy nè khi mà ray á là nó sẽ ví dụ táp một cái ha, ray nó sẽ ra đây, để ta delete thằng này đi ha, clear thằng này đi, clear cái nút này đi, ok tức là ta sẽ táp từ đây nó sẽ nhảy tới đây, rồi ta sẽ chọn vô đây và ta chọn cái kiểu á, cái kiểu hồi nãy mặc định là nông đúng không, tôi chọn kiểu này và ta ok thì cái đường táp đó sẽ biểu thị bằng, à, cái đường gạch này nó
Ây chà, nếu mà tôi tap á, thì nó sẽ chỉ giới hạn à, nếu mà vậy thì nó sẽ giới hạn từ đây tới đây, mà bây giờ cái chỗ tap này nó thay đổi. Tôi nhấp đôi vô đây tôi coi thử coi. Vậy là không được rồi. Mấy thằng này á bạn, mấy thằng này nó phải canh bên bên phải chứ nó không phải là tab. Nó chỉ có một cách đó là mình tab xong á bạn, còn tôi nhắc là ha, tôi lỡ bấm thêm cái tab rồi, mình tab xong á mình phải chỉnh từng hàng á, còn tôi nhắc lại tôi lỡ bấm vô cái tab rồi nó, mình tab xong mình phải chỉnh từng hàng á. À, mình khói từ đây tới đây lại mình vô home mình canh canh phải nó, nhưng mà không được, mình vô home mình canh phải á, thì nó sẽ là trao trao đổi chất qua bên phải rồi. À, khổ rồi được không? Thôi cái bài này thì mình chỉ có một cách đó thôi. À, ở đây mình tạo một cái tab đó, mình tab một cái được không, mình tab một cái mình kéo cái tab nó ra đây. À, thì nó xuống cái từ ổn định nó xuống, mình kéo tab qua lại. À, dạ mình lỡ bấm 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 hai cái tab rồi. À, mình cần trên dắt lại, mình chọn vô tab này mình kéo ra cho cái từ ổn định nó đi đi, đi lên trên xíu, rồi lát mình nhấp đâu vô tab đó, đây ổn định lên trên này nè, ổn định lên trên nè, sinh vật qua nè, thằng này sinh vật mình tab ra đây chút xíu đó. Thôi hồi nãy giờ tôi nói mà bạn không hiểu gì đúng không, rồi bây giờ tôi nói lại. À, đầu tiên á, khi mà bạn đứng ở đây bình thường các bạn sẽ bấm nút tab một cái. À, bấm nút tab một cái. À, thì hơi khỏi đi, bấm tab trên này nó không hiện. Ở đây chỉ có một cách đó là bạn bấm ở đây là stop của nó nè, là bạn tạo nên một một cái điểm dừng của nó, bạn bấm tab một cái thì nó, con chuột nó sẽ tới cái điểm dừng này nè, ngay cái điểm dừng trên cái thước nè, là thằng này nè nó, bạn bấm tab một cái là ngay điểm dừng trên cái thước lần này nó. Rồi thì bạn bấm dưới đây bạn di chuyển. À, làm sao cho từ sinh vật nó ngay từ H của thằng xác định đó. Đó, nó bị rớt rớt từ vật xuống rồi. Rớt từ vật xuống mình xích qua miếng, đó, xích qua miếng rồi. Rồi. À, vậy á, máy tính nó đặt câu hỏi là gì, từ đây tới đây là một cái tab, từ đây tới đây làm cái tab đúng không? Như vậy à, thay cho tab nó là cái gì? Đó, thì chúng ta sẽ nhấp vô chỗ này, chúng ta có cái tab này. À, thì chúng ta nhấp đâu vô tab đó thì nó sẽ hiện ra cái tab. Thì tab thì chúng ta có thể chọn cái kiểu của nó là gạch gạch chấm chấm hoặc là xíu gạch là chúng ta ok. Đó, ok. À, thì nó sẽ biến cái chỗ nối đó lại thành những cái gạch. Ví dụ như tôi xuống cái hàng thứ ba này. À, thì nó cũng có cái nút thằng này đúng không? Vậy lần này bậy nè. Tôi còn trên dắt lại. Thằng này bậy nè. Dạ, tại vì mình nhấp không có đúng á thì nó sẽ tạo ra nhiều cái ấy khác nữa, nhiều cái hệ lụy khác nữa. Tôi sẽ nhấp đâu vô cái này thì nó sẽ mở cái tab. Thằng tab này là bậy nè, tôi sẽ clear nó. Tôi giữ lại 4.06 và tôi chọn lại chế độ 3 chấm. Ba gạch gạch gạch. À, thì nguyên cái khu đó nó sẽ làm vậy, và mình tương tự mình làm cho những thằng còn lại ha. Ở đây á mình cũng nhấp một cái, ở đây mình cũng nhấp một cái, tại vì những cái khoảng cách tab này nó không có giống nhau cho nên nó bắt buộc mình phải làm. À, làm từng thằng, thằng này nè tôi nhấp nó là nó có chỗ này, tôi tab một cái thì nó sẽ ra từ đây tới đây thôi đúng không. À, tôi sẽ di chuyển cái này lại đây chút xíu để cho cái từ hơn này á nó nằm ở, ủa gì dễ nhận thấy ở động vật sự vận động, dễ thấy động vật ở thực vật cũng có nhưng chậm hơn rồi. Thôi ok đúng rồi, nó cũng ở thực vật cũng có, tự nhiên ở thực vật cái hết câu là thua rồi. Đó, xích qua miếng, xích qua miếng, xích qua miếng. À, được chưa, thì từ đây tới đây nè là cái tab của nó nè, lần này nè mình nhấp đâu vô tab này mình chỉnh lại thằng này là mình ok. À, được chưa. Rồi ví dụ như thế này, nãy tôi tạo cái tab đó là tôi bấm nút tab thôi. À, bấm nút tab rồi và tôi di chuyển nó ra ngoài đây. À, di chuyển vô trong này xíu rồi, trong đây chút xíu thôi ha. Đó, và tôi sẽ nhấp đâu vô cái cục này và tôi chọn số 3, tôi ok một cái thì nguyên khu này sẽ được tô là bằng dấu gạch 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 ha. Thì đó là toàn bộ cái quạt của chúng ta, toàn bộ cái quạt của chúng ta. Bạn nhìn kỹ lại chúng ta có thể làm được cái file quạt khá là đẹp ha. Tại vì lúc đầu á, tôi nghĩ là tôi nên chỉnh cái line space, tức là khoảng cách giữa các hàng á,
nó cỡ như gì thì mình làm đẹp hơn. Nhưng mà tôi không chỉnh là tại tôi, khi mà tới đây tôi mới phát hiện, nếu mà tôi chỉnh tôi phải quay lại thằng quần này tôi chỉnh, mệt lắm bạn ơi. Đó, được chưa? Bây giờ á, ôn lại ha, các bạn đã hiểu cái rope kép rồi. Các bạn biết cách tự làm rope kép mà nằm ở trong table hay là text box chưa, đúng không? Cái thứ hai á, bạn có thể chỉnh cái hình ảnh là muốn đi di chuyển tới đâu di chuyển, bạn vào format và bạn position là vị trí của nó, bạn more layout và bạn chọn absolute position. Absolute là vị trí xác định luôn, absolute là tuyệt đối đó các bạn, vị trí tuyệt đối, x y z tuyệt đối. Và wrap tag này á là so với mấy cái chữ thì thằng này nó sẽ sao, chữ sẽ bao quanh thằng này, chữ sẽ bao đi sát thằng này, chữ sẽ đi ngang qua cả thằng này, chữ sẽ bị tách là trên và dưới đó, bị hai tách vân vân. Các bạn thấy là chữ S này là của chúng ta đó các bạn, chữ S đó, chữ S bự bự đó. Alo alo alo, cái chữ chữ S đầu chữ á, khi mà mình di chuyển nó, cái chữ này á, nó giống như cái hình này nè, absolute đó. Nó tuyệt đối, cái vị trí của nó không thay đổi, nó luôn luôn nằm vị trí đó, được không? Đó thôi, tới đây chắc tôi nghĩ là được rồi ha. Quên quên, như vậy là mình biết rớp kép, mình biết format cái hình ảnh không, chọn cái hình ảnh vô format và chọn cái kiểu nó thôi. Các bạn nên nhìn sơ qua mình có những cái kiểu gì ở đây ha. Và mình sẽ có những cái lựa chọn gì, các bạn nghiên cứu thử đi. Quật ạ, y chang Excel, ủa lộn, y chang PowerPoint. Cái chỗ này thì mình cũng tinh vi hơn chút xíu, mình insert một cái table nhỏ nhỏ, một ô một hàng một cột là được rồi. Và bạn hiểu cái tab rồi đúng không? Cái tab nè, bạn cứ việc là chọn một cái chỗ trống, và bạn nhấp đại cái chỗ này, khi mà tap một cái thì sẽ ra ngay cái chỗ này trên cái thước. Bạn biết mở cái thước đâu không? Mở cái thước là bạn phải hiển thị nó, mà hiển thị nó bạn phải vào view, view để hiện cái thước ra, được không? Vậy ha. Rồi, chào các bạn. Bạn cố gắng làm lại hết nguyên cái đề này nha. Mình tập lúc nào không biết thì bạn hỏi mình nha.